Nhà chức trách y tế Trung Quốc ngày 12 tháng 5 cho hay sự tái xuất hiện của loạt lây nhiễm COVID ở nội địa trong những ngày gần đây cho thấy là chưa thể nới lỏng các biện pháp chống dịch bệnh. Dù các nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát đã bình thường hóa, điều này không có nghĩa là các biện pháp này có thể được nới lỏng, theo lời bà Mi Feng, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia, nói trong một cuộc họp báo. Ngày 11 tháng 5, Vũ Hán báo cáo loạt lây nhiễm virus corona đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ cách đây một tháng. Nhà quyền Trung Quốc ngày 11 tháng 5 cũng cảnh báo về điều có thể là khởi điểm một đợt nhiễm mới tại Đông Bắc Trung Quốc với một thành phố tại tỉnh Cát Lâm được xếp hạng lại là có nguy cơ cao, đứng đầu trong hệ thống bạng mục. Thành phố Thư Lan đã tăng cường các biện pháp kiểm soát virus cho khoảng 600.000 cư dân, trong đó có việc phong tỏa các khu dân cư. Các trường cấp 2 và cấp 3 địa phương sau khi tái mở cửa đã đóng cửa trở lại và tất cả học sinh để học trên mạng, theo đài CCTV của nhà nước đoàn tin.